Chào mừng các bạn đến với bản tin trưa ngày 14 tháng 7 năm 2024 của Tuyển Văn Hóa Vlog. Đừng quên theo dõi kênh để cập nhật tin tức mới nhất về thế giới bóng đá. Và bây giờ là những tin chính. Uruguay thắng kịch tính. Bước vào trận tranh hạng 3, hai đội tung ra sân đội hình tấn công mạnh nhất. Uruguay với bộ ba Pelletri, Araujo và Nunes trên hàng tiền đạo. Trong khi Canada với bộ đôi Uluwaseyi và Osorio sát cánh đảm nhận nhiệm vụ ghi bàn. Khi khán giả chưa ngồi ấm chỗ, Uruguay đã bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 sau tình huống đá phạt góc. Ghi bàn không phải là cái tên trên hàng công, pha lập công là của Bentancur với cú dứt điểm tung nóc lưới. Trận đấu diễn ra sôi nổi và kịch tính hơn. Canada dồn lên tấn công với những đợt hãm thành. Sau nhiều nỗ lực, thành quả đã đến với họ ở phút 22 với bàn thắng một lần nữa xuất hiện từ tình huống đá phạt góc. Từ đường bóng vào, Bombito đánh đầu cho Kone tung chân móc bóng, đưa trận đấu về vạch xuất phát trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao. Hiệp 2 chứng kiến Uruguay kiểm soát nhỉnh hơn, nhưng thế trận cân bằng và các đợt tấn công nguy hiểm thuộc về Canada nhiều hơn. Bên cạnh đó, sức nóng cũng được gia tăng với liên tiếp những tình huống phạm lỗi của cả hai đội. Trong phần lớn thời gian của hiệp 2, Canada tạo ra nhiều cú dứt điểm hơn và một trong số đó đã trở thành bàn thắng ở phút 80. Kone một lần nữa để lại dấu ấn với cú dứt điểm uy lực từ xa, khiến thủ thành Uruguay phải đấm bóng cản phá. Bóng tay chân David và anh dứt điểm bồi đưa Canada vượt lên dẫn trước 2-1. Trong những phút thi đấu còn lại, Uruguay đề cao đội hình tấn công, tưởng chừng mọi thứ sẽ khép lại, nhưng bất ngờ đã đến ở phút bù giờ thứ hai. Trong một đợt tấn công, Jimenez có pha căng ngang không thể đẹp hơn cho Luis Suarez dứt điểm cận thành, cân bằng tỷ số 2-2, đưa trận đấu vào loạt đá luân lưu 11m. Trong loạt đá luân lưu, Uruguay là đội đã chơi bản lĩnh hơn với 4 cú sút thành công để giành chiến thắng 4-3. CR7 lọt đội hình tệ nhất Euro. Siêu sao Cristiano Ronaldo đã được Marca nêu tên trong đội hình cầu thủ tệ nhất tại vòng chung kết Euro 2024 sau khi Bồ Đào Nha sớm bị loại khỏi giải đấu. Ronaldo là tuyển thủ Bồ Đào Nha duy nhất bị Marca nêu tên trong đội hình tệ nhất. Cầu thủ 39 tuổi này đã có 5 lần ra sân tại Euro 2024 nhưng không ghi được bàn thắng nào và chỉ có một pha kiến tạo. Đội hình tệ nhất Euro 2024 gồm thủ thành Livakovic của đội tuyển Croatia, một tứ vệ gồm có Zinchenko Ukraine, Christensen Đan Mạch, Mancini Italia và Di Lorenzo Italia. Ba cầu thủ đá tiền vệ trong đội hình tệ nhất Euro của Marca gồm có Szoboszlai Hungary, Milikovic Savic Serbia và Magin Skolan. Hàng công gồm có Ronaldo, Lukaku Bỉ và Vlahovic Serbia. CR7 đã bước vào giải đấu lớn thứ 11 trong sự nghiệp của mình với kỳ vọng lớn nhưng không thể tạo được nhiều dấu ấn tích cực. Đây là dấu hiệu cho thấy anh không còn là cầu thủ không thể thay thế ở Bồ Đào Nha. Quả phạt đền hỏng của Ronaldo trước Slovenia có thể là khoảnh khắc quan trọng cuối cùng của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia. Tiền đạo 39 tuổi đang cân nhắc sẽ chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha sau Euro 2024. Không có cầu thủ nào ghi được nhiều hơn 14 bàn thắng của Ronaldo trong lịch sử Euro. Người đứng thứ hai là huyền thoại Michel Platini cũng chỉ có 9 bàn thắng. Lúc này, Ronaldo đang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một mùa giải mệt mỏi cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Sau đó, anh sẽ trở lại Anas để chuẩn bị cho mùa giải mới. Đội bóng của Saudi Arabia dự kiến sẽ gia hạn hợp đồng với Ronaldo đến hết năm 2026. Kane sẵn sàng vô địch Euro 2024. Phát biểu trước báo giới ở cuộc họp báo trước trận đấu, tiền đạo Harry Kane đã thể hiện khát khao giành chức cúp vô địch Euro 2024 của đội tuyển Anh. Vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 15 tháng 7 giờ Việt Nam, đội tuyển Anh sẽ bước vào trận cầu sinh tử để xác định nhà vô địch Euro 2024 với đội tuyển Tây Ban Nha. Và trước trận đấu này, tiền đạo Harry Kane đã thể hiện khát khao giành chiếc cúp châu lục. Anh cho biết: "Mỗi năm trôi qua, tôi lại càng quyết tâm và có động lực hơn để thay đổi điều đó. Ngày mai tôi có cơ hội giành được một trong những danh hiệu lớn nhất mà một cầu thủ có thể giành được và tạo nên lịch sử với đội tuyển Anh. Vì vậy, không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ mình đã giành được trong sự nghiệp để có được chiến thắng vào ngày mai." Có một thực tế là ở chung kết Euro 2024, Tây Ban Nha đã được đánh giá cao hơn đội tuyển Anh, mặc dù La Roja không có nhiều ngôi sao như tam sử. Theo siêu máy tính của Opta, thì đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente đặt tỷ lệ vô địch giờ vào 60,18%, còn đội tuyển Anh chỉ ở mức 39,82%. Khi được đề cập tới chuyện này, Kane cho biết: "Tôi không quan tâm, điều đó do giới truyền thông đánh giá. Tây Ban Nha đã chơi một giải đấu tuyệt vời, thi đấu ổn định nhất. Nhưng chúng ta biết trong bóng đá, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra trong một trận đấu. Chúng tôi có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Chúng tôi đã vượt qua những thời điểm khó khăn để đến được đây. Chúng tôi đã thể hiện rất nhiều sự kiên cường, điều mà trận chung kết đòi hỏi." Bên cạnh đó, chân sút số 1 của tuyển Anh cũng dành lời khen cho thần ông Lamine Yamal của đối phương. Kane tâm sự thêm: "Tôi muốn chúc mừng sinh nhật cậu ấy,
Yamal là một cầu thủ tuyệt vời. Ở tuổi 17, việc làm được điều phi thường trong một giải đấu như thế này nói lên rất nhiều thứ về Yamal. Bạn có thể thấy rằng cậu ấy chơi bóng mà không sợ hãi, với sự thoải mái, tận hưởng bản thân. Yamal sẽ là một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Tây Ban Nha. Nóng, Tây Ban Nha lục đục nội bộ. Một ngày trước trận chung kết Euro 2024 với Anh, nội bộ Tây Ban Nha hỗn loạn khi Liên đoàn bóng đá quốc gia bị chỉ trích gay gắt về cách đối xử với ngôi sao trẻ Nico Williams. Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa là trận chung kết Euro 2024 giữa Tây Ban Nha và Anh sẽ diễn ra, nhưng đội bóng xứ Bò Tót đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng. Tâm điểm của cơn bão này chính là cách đối xử của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha RFEF đối với ngôi sao trẻ Nico Williams. Cuộc tranh cãi bắt đầu khi John Uriarte, chủ tịch câu lạc bộ Athletic Bilbao, nơi Nico Williams đang thi đấu, lên tiếng chỉ trích RFEF về cách họ bảo vệ cầu thủ 22 tuổi này. Theo Uriarte, Williams đang phải chịu đựng quá nhiều câu hỏi về tương lai của mình trong suốt thời gian dự Euro 2024, điều mà ông cho rằng RFEF đã không làm đủ để ngăn chặn. Nico, một cầu thủ gắn bó với Athletic, đã phải chịu vô số câu hỏi về tương lai của mình một cách quá mức và không kiểm soát trong khi tham dự giải vô địch châu Âu, Uriarte phát biểu. RFEF đã không bảo vệ anh ấy. Sự tôn trọng giữa tất cả các bên là nền tảng cơ bản của bóng đá, và đó là cách chúng tôi nhìn nhận vấn đề tại Athletic. Chúng tôi không ủng hộ việc gây áp lực công khai lên các cầu thủ có hợp đồng để họ chuyển sang câu lạc bộ khác. Sự bất bình của Uriarte không phải là không có cơ sở. Màn trình diễn ấn tượng của Williams tại Euro 2024 đã thu hút sự chú ý của nhiều câu lạc bộ lớn như Arsenal, Liverpool, Chelsea và Barcelona. Điều này dẫn đến việc cầu thủ trẻ phải liên tục đối mặt với những câu hỏi về khả năng chuyển nhượng trong tương lai, thay vì tập trung vào giải đấu quan trọng. Uriarte cũng nhấn mạnh cam kết của Athletic Bilbao đối với việc phát triển và giữ chân tài năng. Ông chỉ ra rằng Williams đã ký hợp đồng mới vào năm ngoái, kéo dài đến năm 2027, với điều khoản giải phóng trị giá 49 triệu bảng Anh. Nico đã ký hợp đồng mới vào năm ngoái, có hiệu lực đến năm 2027. Nhiều cầu thủ khác cũng đã cam kết tương lai với câu lạc bộ. Athletic có đủ tiềm lực tài chính, xã hội và thể thao để giữ chân những cầu thủ đẳng cấp, bao gồm cả Nico, ông khẳng định. Tuy nhiên, RFEF đã nhanh chóng phản hồi những cáo buộc này. Trong tuyên bố chính thức, họ khẳng định đã đối xử với Williams giống như 25 cầu thủ khác trong đội hình. Tác động của bất kỳ lời nói nào của anh ấy hoàn toàn phụ thuộc vào màn trình diễn và trình độ tuyệt vời mà anh ấy thể hiện, chứ không phải do RFEF đối xử với anh ấy một cách khác biệt, tuyên bố nêu rõ. Cuộc tranh cãi đã tạo ra bầu không khí căng thẳng cho đội tuyển Tây Ban Nha đúng vào thời điểm họ cần sự đoàn kết nhất để chuẩn bị cho trận chung kết quan trọng với Anh. La Roja đã đặt mục tiêu giành chức vô địch Euro lần đầu tiên kể từ năm 2012, trong khi Tam Sư nhắm đến danh hiệu châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử. Khi trận chung kết Euro 2024 đang đến gần, người mộ Tây Ban Nha chắc chắn hy vọng rằng cuộc tranh cãi này sẽ không ảnh hưởng đến tinh thần của đội tuyển. Đối với Nico Williams, đây sẽ là cơ hội để anh chứng minh được giá trị của mình trên sân cỏ, bất chấp những ồn ào bên ngoài. Chỉ có thời gian mới có thể trả lời liệu cuộc khủng hoảng này sẽ tác động như thế nào đến kết quả của trận đấu và tương lai của chàng tiền vệ 22 tuổi tại Athletic Bilbao. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!